Bạch thầy cho con xin hỏi tại sao khi bạn đạo gặp nhau hay gặp quý thầy đều chào A Di Đà Phật mà không chào vị nào khác? Tại vì ông nào cũng tên dài dữ lắm, có cái ông này ông tên ngắn. Ông nào cũng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai A Sanh Di Lặc Tôn Phật. Ông với A Di Đà Phật ngắn nhất. Đại chúng là thật sự ra đó là bởi vì mình theo cái truyền thống Đại Thừa Bắc Tông cho nên mình mới gặp nhau A Di Đà Phật. Chứ còn các vị bên truyền thống Nguyên Thủy thì gặp nhau chẳng có bao giờ niệm A Di Đà Phật, bởi vì Nguyên Thủy truyền thống không có Đức Phật Di Đà. Rồi bây giờ mình nói trong cái phạm vi này thôi. Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nghĩa là khi chúng ta gặp nhau, chúng ta muốn chúc nhau có đầy đủ ba cái vô lượng. Tôi xin chúc anh có đầy đủ, hay là có cái vô lượng gì? Vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ và sống lâu vô lượng. Nhưng mà ba nghĩa không lẽ tôi đọc hết ba câu? Cho nên tôi gión gọn bằng một câu thần chú mật nghĩa A Di Đà Phật. Nếu anh luôn luôn sống tỉnh giác gọi là vô lượng quang, vì anh sống có tỉnh giác cho nên anh luôn luôn anh làm lợi cho người xung quanh anh là vô lượng công đức. Mà khi anh đã vô lượng công đức, vô lượng ánh sáng rồi, anh không bao giờ chết trong trái tim của người khác, anh vô lượng thọ. Có thể anh đó chết hồi anh 40 tuổi, nhưng mà 50 năm sau nhắc tới ảnh, người ta vẫn quý trọng ảnh như thường, mặc dù tuổi đời ảnh chỉ mới 40. Thế thì anh có quyền hát gì? Anh không chết đâu anh. Anh đâu có chết trong trái tim của người ta. Cho nên á, mình chết ở ngoài này nè, chết ở ngoài này nè là hiện tượng. Nhưng mà có một cái bất không bao giờ chết. Đó, cái chết mà nhất thời mình tắt thở ở đây gọi là gì? Nhất thời nhất kỳ sanh tử, nhưng có một cái chết không bao giờ chết. Cho nên mình sống mãi trong trái tim của người khác. Bồ Tát Quảng Đức chết rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà trái tim của Ngài không có chết. Đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, hình ảnh của Ngài không có chết. Cho nên Ngài nhà thơ Vũ Hoàng Chương mới mới làm bài thơ chỗ Ngài ngồi, chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi mai đây còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Người ta tạc tượng Ngài, người ta viết sử của Ngài trên tre, trên lụa, tạc tượng Ngài bằng đá, bằng ngọc, nhưng tất cả cũng là vô thường, không có cái gì tồn tại cả. Ngọc đá cũng thành tre tro, lụa tre dần mục nát, nhưng có một cái không bao giờ mất. Chỗ Ngài ngồi bây giờ đã qua mấy mươi năm rồi, chỗ đó có thể phát triển lên tới cái gì rồi, nhưng mà một thiên thu tuyệt tác. Lửa, lửa cháy ngất chín tòa sen, tám phương chín nhục thể hiện thành thân quỳ cả xuống. Những cái vần khói đó hiện thành thơ. Cho nên á, mình gặp nhau á, mình chào A Di Đà Phật, ý mình muốn nói với nhau: xin nguyện cho anh, chúc cho anh, nguyện cho thầy, chúc cho thầy ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng và thọ mạng vô lượng. Ai cũng chết hết đó, nhưng mà có một cái chết không bao giờ chết. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta có người thân mà chết, chết già chết trẻ không cần biết, nhưng quý vị cứ nhớ người đó không bao giờ chết, vì người đó vẫn sống mãi trong trong con cháu của họ. Ví dụ ông nội mình chết rồi, nhưng mà mình vẫn còn máu ông nội mình trong này nè, mình cũng còn có nét giống ông nội mình mà, chứ ông nội đâu có chết. Cho nên thị hiện thôi. Chúng ta không dùng, chúng ta nói Đức Phật thị hiện ở cõi đời này và Đức Phật thị hiện Niết Bàn. Đức Phật thị hiện thôi. Tại sao vậy? Nếu Đức Phật sống hoài không chết thì biểu mình tu, mình sẽ không tu.
Vì sao? Mình nói Phật là cái người đặc biệt quá trời quá đất, sanh ra thì đi 7 bước. Đó, tới hồi mà sống hoài không chết, cho nên Phật làm Phật thì phải rồi, còn con phàm phu mà. Con sanh ra rồi con không khóc mà má con còn nhéo cho con khóc. Chứ con có chết thì con không tu được. Cho nên Phật thị hiện chết để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật sống 80 năm rồi cũng chết. Còn người nào mà sống hơn 80 năm mà còn rên là không được à. Hơn Phật rồi còn muốn gì nữa. Khi chúng con xem tivi qua bộ phim Đức Phật, khi Phật chào các đệ tử Phật, khi Phật đưa tay lên chào với hai ngón tay cái và tay áp út giáp vào nhau. À, khi thể đưa ngón tay giáp với ngón trỏ, xin thầy giải thích. Mấy cái đó là mấy cái biểu tượng mà chúng ta gọi là cái ấn. Hiểu không? Cái ấn này nó biểu lộ một cái pháp mà Đức Phật muốn nói, cho nên chúng ta gọi là pháp ấn. Tức là một điều Đức Phật muốn nói, nhưng mà thay vì Đức Phật nói thành lời thì ở đây mình đưa cái biểu lộ. Ví dụ quý vị đãi Pháp Hòa ăn ngon quá, Pháp Hòa hỏi thầy, thầy ăn ngon không? Thì đây là cũng ấn chứ gì nữa. Phải không? Rồi thí dụ như giờ hỏi, bây giờ hỏi cái người đó hát hay không? Cái này là ấn chứ gì nữa. Cho nên Đức Phật có cái ấn. Đức Phật lấy cái tay Đức Phật chạm xuống đất. Cái ấn này gọi là ấn gì? Địa xúc. Nghĩa là tay của mình phải chạm lên đất, nghĩa là mình phải sống với thực tại. Cho nên khi mà Đức Phật sắp sửa nói cái gì, Đức Phật thường đưa những cái ấn, được cái tay lên để biểu lộ. Pháp Hòa ví dụ ha, bên Nam Tông các vị mà chào các sư không có chắp tay chào lại giống như thầy Việt Nam mình đâu ạ. Các sư bên Nam Tông, quý vị gặp quý vị lại, quý vị chào các sư chỉ ngồi lăm râm câu chúc phúc cho mình thôi. Hay là khi mà Đức Phật ngày xưa ngài đi bên đường, người ta chào ngài, Đức Phật đưa tay vậy. Cái này là gì? Ban phước. Giống như mình gặp con cháu mình, mình so đầu là ban phước. Cho nên cái người mà mình gặp, cái người mà lớn tuổi, mình hay tới nói bác dò đầu con đi để con hưởng cái phước của bác. Cái người đó lớn tuổi, hoặc người lớn tuổi sống dai, sống khỏe đó, họ có cái phước. Cho nên mình lân mẫn họ, họ vỗ vai mình, họ sờ đầu mình đó là họ ban phước cho mình. Cho nên tất cả những cái biểu tượng Đức Phật đây, quý vị thấy Phật ngồi đó cũng một cái ấn đó. Cái hai cái ngón, cái bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, rồi hai cái ngón cái giáp nhau đó, cái ấn đó là kiểu ấn gì? Ấn hàng ma. Nghĩa là khi mình ngồi thiền xuống, mình để cái tay mình là tượng trưng cho sự định tĩnh, thì tất cả những cái sinh khởi tạp loạn đó nó đi hết, hàng phục hết, cho gọi là hàng ma ấn. Còn có cái ấn mình làm không được là cái Ấn Độ thôi. Ấn gì cũng có. Con hỏi này có thể là dư thừa với các huynh đệ, nhưng riêng con chưa tường với ý nghĩa không trong kinh Bát Nhã. Khi tụng giống như người mù đi trong sa mạc, kính mong thầy khai thị. Cái chữ không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh mình hay tụng á, thì nó không có nghĩa là không có gì hết. Nó không có nghĩa là nothing, mà nó có nghĩa là not real. Nghĩa là không thật. Nghĩa là tất cả các pháp có không? Có. Nhưng mà có thật có không? Không. Và vì sao nó không thật có? Là vì nó duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì không thật có. Pháp Hòa ví dụ như là cái thân mình có không? Có. Chứ nếu mình nói không là mình nói thật, mình nói sai với hiện tượng. Với cái hiện tượng là có mắt, tai, mũi, miệng, thân này có. Nhưng mà cái thân này nó có là do cái gì? Do đất, nước, gió, lửa, tàu hũ, mì căng, kẻ ngọt, đủ thứ, các cái pháp, các cái phương tiện, các cái elements, những cái khác nó hợp lại nó thành cái thân này. Vậy thì cái thân này mà có là nhờ các pháp khác nó duyên vào để nó có mặt tồn tại đây. Và với con mắt của người có trí tuệ là nhìn ngay cái thân hiện có vẫn thấy nó là không, bởi vì nhìn biết nó là duyên.
đủ duyên thì nó có mặt. Giống như là mấy ngày nay, hai ngày nay đó, đủ duyên trời lạnh với nước rơi xuống thì chúng ta gọi là tuyết. Thì khi nhìn tuyết chúng ta nói nó có, nhưng mà chúng ta biết rất rõ tuyết này là tạm có. Với cái hình ảnh đó chúng ta gọi là tuyết. Nhưng mà tuyết này là tạm có, nắng lên đủ một cái điều kiện để nó tan tất cả tuyết này ra thành nước. Hồi nãy nó trắng phêu, mình ở trên cành thì mình là tuyết, khi nó tan ra thì mình kêu là nước. Rồi mình kêu là loãng, rồi mình hứng vô cái tô, mình đem vô trong cái freezer thì kêu là đá. Như vậy thì đá, tuyết, nước, thể nó chỉ là một, nhưng mà hiện tượng nó do cái gì nó hình thành thì chúng ta gọi nó bằng một cái tên. Thí dụ như anh nó tên là Nguyễn Thị Bông, ở chị đó chứ. À, như vậy là chưa có ai ngủ phải không? Em cố tình em nói trật coi. Cái người đó tên là Bông không có nghĩa là trên người họ toàn bông. Phải không? Chỉ đặt một cái tên thôi chứ không lẽ biết kêu gì. Ngay cả thức ăn chay đừng dính nó. Gọi là cá kho, gọi là tôm hùm gì kệ, gọi gì cũng được hết á. Vì sao? Nó là tàu hũ. Mà bây giờ nếu mà không đặt nó cái tên biết kêu gì. Phải tạm thời đặt. Bây giờ muốn đặt tên đạo không? Tôi đặt cho đẹp, đẹp lắm. Phải không? Tôi đặt rất là đẹp. Nhị Đế Dung Thông. Hỏi món Nhị Đế Dung Thông là cái gì vậy? Mình đặt tên Phật Pháp được hết á. Ví dụ bây giờ hai cái con tôm mình nằm co co về trên cái dĩa rồi Nhị Đế Dung Thông. Thì mình sẽ hỏi món đó là gì. Cái mình họ hết biết đường đó. Nó giống tôm hùm vậy đó, ra là rồi. Thì thôi gọi. Thật sự mình gọi như vậy để cho người ta có cái tên để gọi. Đây nè, mình ngồi đây. Bưởi, mận, xoài, cốc gì đó. Nhưng mà mình để có cái tên để gọi thôi. Chứ mình dính làm chi. Cái tên chỉ là giả danh. Cái thân này cũng là giả. Đây, 10 năm trước cái này phải là cái chùa không? Không, nó chỉ là cái nhà thôi. Rồi bây giờ mình mua lại với cái ý mình muốn làm chùa, với cái tâm muốn làm chùa, đem Phật vô, đem kinh, đem chuông, đem mỏ, thỉnh thầy về cái kêu cái chùa. Nhưng mà kêu kiếm một cái bản chất của chùa là không có. Chỉ cái này nó tượng Phật, chỉ cái này nó cái chuông. Từ những cái không phải là chuông, không phải là chùa, nó ráp lại với nhau để nó gọi là chùa. Như vậy cái bản chất chùa không có. Cái thật của cái chùa không có, chỉ là do các cái thứ không phải là chùa nó ráp vô đây thôi. Nói vậy có nhanh quá không? Cái chữ không nó không có nghĩa là nó không có gì hết. Nó chỉ có nghĩa là nó có, nhưng mà nó không thật có. Vì sao không thật có? Bởi vì nó chỉ là do các cái thứ khác nó hợp thành. Cũng như thế, cái đứa đó nó sanh ra làm con mình thì mình kêu nó bằng con. Vậy thì tại sao đứa khác không phải con mình gặp nó vẫn, mình kêu nó vẫn bằng con? À, mình cũng kêu hai đứa, cái đứa mà bình thường nó tới gặp mình chào bác cũng con mới tới. Rồi cái đứa con ruột của mình cũng kêu là con. Thì cái tiếng đó thì mình định gọi cái đứa mà nó nhỏ hơn mình, đáng hàng con. Nhưng mà cho dù đứa nào đi nữa thì thủy chung nó cũng chỉ là tạm thôi. Tại do mình sanh ra mình kêu là con ruột. Phải không? Rồi cái đứa mà không phải con mình thì mình kêu là con ghẻ. Hay là con gì? Con da. Nhưng mà nếu cái người mà có tao biết nhìn, ruột thì phá lấu, da thì làm bì, cái nào xài cũng được. Cho nên á, bây giờ quý vị thấy tuyết nó tan, nó xuống cống rãnh, nó chảy ra cái chỗ hồ, rồi nó đi ra hồ, rồi ta lấy nước hồ, ta lọc, cái ta đưa vô cho mình uống. Cái mình uống cũng là tuyết. Rồi xin lỗi thưa đại chúng là bây giờ mình uống vô đây là đầy nè, tăng nè. Nó giảm ở trong cái ly mà tăng trong bụng. Rồi khi mận lát 2 tiếng sau mình giảm trong bụng thì tăng dưới cống. Bất tăng, bất giảm mà. Cái giảm chỗ, đi giống như bây giờ ép minh tinh, Pháp Hòa ẩn rồi. Pháp Hòa đang hiện ở Denver. Rồi chiều mai Pháp Hòa ẩn ở Denver, Pháp Hòa hiện Edmonton. Thứ năm tuần sau Pháp Hòa ẩn Edmonton, Pháp Hòa ở
Oklahoma. Rồi hết cái cuối tuần sau trở về, mấy ngày sau 1 tây tháng 6, ẩn ở Bắc Mỹ, hiện ở Âu Châu. Mình ẩn hiện thị hiện thôi mà, mình ẩn ở đây mình hiện chỗ khác. Đức Phật Thích Ca của chúng ta ẩn ở cõi Ta Bà này, nhưng mà Ngài đang hiện ở một đất quốc độ nào đó. Chúa Giê-xu đã ẩn ở thế giới này rồi, Ngài có thể đang có mặt ở bất cứ một quốc độ nào đó để Ngài độ người. Các Ngài đâu có mất, phải không? Thành thử ra cái không trong Bát Nhã muốn nói đó, để cho chúng ta đừng có thấy cái gì, thấy nó không thật, để đừng có đau khổ dính mắc. Không có cái gì nó tồn tại với mình mãi mãi, cho dù là cái thân xác của mình. Mình nghe ở đâu mà thuốc gì mà uống để dưỡng da, chống lão hóa là uống hết á. Bất cứ thứ kem gì, nhưng mà già nó vẫn già, bạc nó vẫn bạc, nhuộm đủ màu, nhưng mà tháng sau nó cũng lú lú lên nhuộm tiếp. Thân này giả, cho nên quánh lên toàn đồ giả. Giả chi cho dễ coi. Thậm chí tới chết rồi, đem vô nhà hoàng cũng quánh quánh lên chút để dễ coi. Để tới ta nhìn lần cuối chứ, chứ không thôi nhìn cái ghê quá. Không, thành tự nhớ. Cái Đức Phật muốn nói là giả có, chứ không thật có. Chính anh thấy nó giả có, không thật có, cho nên có thì xài chơi, hư thì kiếm khác, bệnh thì uống thuốc chơi, chết chơi. Mình có sống thì sống chơi, toàn là chơi không à. Chị có rảnh không? Qua nhà tôi uống cà phê chơi. Ghé nhà tôi ăn cơm chơi. Toàn chơi không à. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai ngày nói sao? Chẳng biết rong chơi miền Tịnh Độ, làm người một kiếp kẻ như không. Mình có cái thân này, mình không biết nó mấy mươi năm, cho nên đừng để mấy mươi năm này nó lãng phí. Có thể là mình sống 40 năm lãng phí. Trời ơi, nhìn lại, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Thôi bây giờ năm bước qua năm 42 tuổi rồi, tôi nguyền từ đây cho tới ngày tôi xả bỏ thân này, tôi không sống phung phí nữa. Hồi xưa tuần nào tôi cũng 500 tiền bia, bây giờ 500 này không có phải bia rượu nữa, mà tàu hũ mì căng cúng dường cho đại chúng. Thí dụ vậy đó. Tức là ngày xưa, cho nên cái bài tụng đó, con xưa đã tạo bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, sân si, hờn giận và đam mê, hôm nay cúi đầu xin sám hối. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Và không lặp lại lỗi lầm xưa là cái phương pháp sám hối chân thật của Đạo Phật. Đó, bây giờ hiểu chữ không rồi đó. Thành thử ra lúc đó mình nói sao? Chớ rờ cái có, chớ mó cái không. Tháng ngày thông dong cùng không với có. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Là lúc có thì mình đặt một câu hỏi với thầy tu, người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có vậy mới kỳ. Nghĩa là người tu á, lúc nào cần có biểu lộ một cái tình cảm, người tu sẽ biểu lộ, nhưng mà tất cả tình cảm đó chỉ là lòng từ chứ không phải ái luyến. Còn mình á, là mình có vấn đề. Cho nên cái vị mới nói vậy đó. Không? Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà mình cùng một cái hướng đó, mình sẽ gặp nhau ở một cái khối đại đồng. Cho nên thấy tất cả là không, nhưng mà không bỏ gì cả, phải không?
Rõ tất cả các pháp là không, mà không pháp nào mình bỏ. Cho nên mới gọi là vãng hạnh. Nếu mà muốn bỏ, không có cái gì để dính. Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Nếu ở cái chỗ tột cùng của đạo, một hạt bụi cũng không dính. Nhưng mà muốn xâm nhập vào đời để mà độ thì không hạnh nào mình bỏ. Quý vị thấy nè, tụng kinh gõ mỏ riết chán buồn, bắt đầu ca nhạc sĩ Việt Phật giáo chế nhạc. Bình thường kêu lại Quan Âm nó dễ gì nó lại. Nhưng mà nghe bài hát á thì sao? Hát liền. Trời, giờ đi đâu cũng nghe cái bài đó. Cái bài gì? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Đi đâu cũng nghe hết. Thôi đỡ vô cùng. Chứ có một dạo đi đâu cũng nghe cái bài đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Trời ơi, đi đâu nó cũng ru mình bằng cái bài đó. Thậm chí nó lên xe gì, xe taxi, xe đò, xe gì cũng nghe đời người con gái chưa một lần yêu ai. Không dám đâu. Hết giờ chưa? Chưa nghĩa là hết á. Mình đang bát nhã mà. Thưa đại chúng á, tại sao mỗi thời kinh của đạo, của trong chùa hay là tất cả chúng ta tụng rồi phải tụng bát nhã? Đó. Bởi vì tất cả hồi nãy giờ mình học cái gì đó, cuối cùng chư tổ muốn nói với chúng ta một điều thôi. Nhớ nha, đừng có dính pháp nào hết. Khi mà mình thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã là thấy tất cả các pháp là không, ngay cả niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, gõ mõ, đây là cái chỉ là một cái pháp giúp cho mình trên cái phương tiện đầu tiên tu hành thôi. Thí dụ hôm nào phương tiện đầy đủ thì cứ mõ với chuông, chỗ nào không có phương tiện thì khỏi chuông khỏi mõ. Lúc nào một mình ở nhà thì cứ cao thanh trì danh, niệm Phật cho lớn, tùy mình. Nhưng mà có con nó đi làm về nó ngủ á, nên đừng có ngồi trước cửa phòng nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nó ra nó nói mô Phật, má ơi chú con ngủ. Niệm Phật cũng có mấy cách mà. Niệm Phật cho lớn gọi là cao thanh trì danh. Niệm Phật lâm râm gọi là trì niệm mật niệm. Hiểu ý không? Chỗ nào không rù rì gì được nữa hết, quán tưởng trì danh. Không có sâu, nếu có sâu chuỗi lần sổ châu trì danh. Không có sâu chuỗi ngồi thiền để đây là thiền tịnh trì danh. Niệm Phật có 10 cách, có 4 cách, cách nào cũng được. Miễn cái quan trọng là có trí tuệ bát nhã để thấy rằng mình đang hành pháp ở đâu. Trời ơi, vô cái bệnh viện 4 bệnh nhân nằm. Có 1 bệnh nhân Việt, 3 bệnh nhân Mỹ. A di rỉ đô bà tì, A di rỉ đô tất đam bà tì. Cái bà ba bà Mỹ kế bên bấm tiếp tiếp tiếp. Một người sắp vãng sanh mà ba người bấm nút tôi theo, tôi theo. Bởi vì anh kia vãng sanh đâu không thấy mà ba người phiền não đấy. Trời đất ơi. Nếu mình vô bệnh viện, mình vô bệnh viện chỉ có một bệnh nhân một phòng, phải không? Thì lúc đó đó, thấy không? Thì lúc đó chỉ có hai người muốn nói gì nói, muốn niệm gì niệm. Mình vô bệnh viện mình phải quán chỗ mình đang tụng là bao nhiêu người, và mấy người đó có phải là cùng một cái cảm với mình không. Trời ơi, tụng lớn đang chuyện rồi chuông mỏ nữa, bèn bèn cốc, bòn bòn cốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm đi chị, đừng có khóc, đừng có khóc. Trời đất ơi. Cái người bệnh nó sắp chết nói không nổi đó. Chứ nếu mà họ nói nổi, thôi trời ơi, thôi đi về giùm tôi đi.
Phải hành thâm bát nhã, biết chỗ nào tăng độ mà chỗ nào giảm độ. Cho nên Đức Phật nói một bài kinh hay lắm. Bài kinh có tên là Thất Tri. Người tu phải có 7 cái biết. Biết thời, biết nghĩa, biết tới, biết lui. Biết cái bài kinh đó rồi mà biết lý của nó. Biết tới thì phải biết lui. Mình biết tới nhà người ta, biết giờ nào lui. Ăn cơm mà quên thôi à. Trời, tôi còn miếng ớt thôi, chị cho tôi miếng cơm. Bới cơm cho nhiều đấy. Lạc quá cho tôi miếng nước tương. Rồi nước tương xong cái mặn quá cho tôi miếng cơm. Mà không để ý nhà ta nấu mấy chén. Cái ông đó, ông tới nhà ông ăn cơm mà ông ăn hoài không thôi. Mà ông ngưng ăn mà sao ông thấy chủ nói anh đưa cho tôi chén tôi bới cơm. Ông ngồi hoài ông thấy chủ nói về cái ông nghĩ ra cách. Ông nói trời anh, hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy trời ơi xoài cam nó bán trái nào trái nấy bơ lớn nè anh. Ông đưa cái chén không ra cho ông chủ thấy, để cho ông chủ thấy hết cơm rồi. Thấy hết cơm bớt cơm. Cái ông chủ nhà đó, ông cũng bát nhã lắm. Ôi trời ơi, cam ở chỗ khu đó không ăn thua gì. Anh biết không, cam ở cái đằng quán đằng kia bự như cái nồi đi. Cái nồi này này. Bỏ đũa xuống liền nghe. Chơi cái người mà sống mà có bát nhã đó, ta sống thảnh thơi thoải mái vậy đó. Cho nên nó có một ông thầy ông vô, ông cư sĩ ông vô ông than. Nó chờ con nghèo quá hòa thượng ơi, hỏi nghèo con còn có một công ruộng mà. Con không còn miếng đất cắm dùi nữa. Ông già ông giàu hơn tôi còn không có dùi để cắm luôn. Hồi đi vượt biên đó, mà qua tới trại tị nạn. Trời ơi trời, nó tuột hết trơn, còn con chỉ vàng. Còn con chỉ vàng. Cái ông cái nói trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lỏn. Rồi bây giờ mình nghĩ một chỉ vàng với cái quần xà lỏn ai hơn ai. Mà cái ông cái, bởi vì mình còn chỉ vàng mình chưa thấy đủ, mình đem tới 10 chỉ mà. À, kính bạch thầy, con hỏi là một niệm sân đốt cả rừng công đức. Vậy hàng ngày mỗi niệm sân khởi dậy thì công đức con tạo rất ít, đã mất hết. Vậy khi hết công đức thì niệm sân đốt cái gì? Cái này sao giống hai cái nồi quá. Đấy, hai cái nồi nãy trả lời rồi. Hồi xưa nó có một cái câu á, một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây. Thì cái câu này thì chỉ muốn nhắc chúng ta vậy. Tức là đôi khi trong cuộc sống của mình làm tất cả rất nhiều việc, nhưng có thể một cái lời nói của mình, một cái hành động của mình có thể tan nát hết tất cả. Cái điều đó đã có xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái chữ công đức này nó không hẳn chỉ để trong chùa. Công đức này có thể là hạnh phúc của mình. Công đức này có thể là niềm vui của mình. Cho nên ở đây muốn nói rằng cái khi mà một cái lửa nửa tức giận của mình nổi lên thì mình có thể đánh đổ rất nhiều thứ mà chúng ta không có tỉnh giác. Thì cái đây là một sự nhắc nhở tỉnh giác thôi. Bồ đề
bát phần nghĩa lý là gì đó. Cái chữ bồ đề đó, hồi nãy hôm qua giờ mình nói nhiều rồi, phải không? Và nó có nhiều loại bát nhã. Bồ đề nghĩa là sự giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Thì trong cái giác đó, nó có nhiều cái nguyên do để mình tỉnh giác lắm. Có nhiều người do mất của mà giác ngộ của đời là không. Vừa mất người thân thì hiểu đời là vô thường. Cho nên đã là giác thì nó muôn mặt. Mỗi người mỗi cái giác khác nhau. Và chính nhiều cái giác ngộ đó cho nên nó làm cho mình tăng trưởng cái thiện căn của mình. Thôi thì tối hôm nay mình có cái cơ hội mình ngồi lại với nhau để mình chia sẻ chút ít Phật Pháp. Mong rằng gần 2 giờ, gần 2 tiếng chứ chưa, tiếng 40 phút. Giúp cho mình ít nhiều cũng nắm được một chút xíu gì trong Phật Pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Đặc biệt là hồi nãy Pháp Hoa có mấy 2-3 bài học với 10 cái nương tựa, 10 cái pháp nương tựa. Quý vị cứ chọn đi, mình về mình nghe lại rồi mình ghi xuống có 10 cái này. Rồi mình điểm coi mình có bao nhiêu cái này. Thưa đại chúng, hồi xưa đó, khi mà người ta muốn độ cho một người đi tu á, thì nó có một cái công thức là người ta coi cái năm sanh của người đó, coi cái người đó có bao nhiêu cái thức. Nếu mà người đó có nhiều thức thì người này tu dễ. Nhưng mà thật sự cái đó chỉ là một cái hình thức để chúng ta coi, để mà mình tìm một người tu mình an lòng vậy thôi. Chẳng cần coi thức gì cả. Mình cứ nghiệm lại 10 cái này. Thì trong chúng ta ít nhiều cũng phải được 1, 2, 3, 4 và thậm chí cả 9, 8 chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ nó quan bên, chúng ta quên nắm nó. Và mỗi người chúng ta ai cũng có 1, 2 cây gậy để khắp góc nhà. Hãy bất cứ lúc nào mình sắp ngã thì vịnh cái cây đó. Thí dụ như có những lúc cái thiện căn của mình nó muốn tiêu rồi, nương vô cái thiện căn nó đi lên. Lúc đó muốn lui sụp rồi, nương vô cái nguyện liền. Cho nên hãy mình bị lụy cái nào, mình bị sụm cái nào, thì chúng ta hãy bám cái đó để nương cái đó đi lên. Ở trong những cái nơi công cộng á, nó có 2 loại thang, đặc biệt là phi trường. Escalator, phải không? Tức là cái gì? Cái thang cuốn. Còn kia là cái gì? Elevator, là cái thang, thang máy. Người mà xách hành lý lung tung quá hoặc là chân yếu quá không thể bước lên cái thang cuốn được thì người ta sẽ dùng cái thang máy. Đức Phật là người cho chúng ta đầy đủ các cái thể gậy để chúng ta nắm. Thì chúng ta hãy quán lại và thấy chúng ta tạo cho mình rõ ràng là mình nhận ra mình có những cái đó. Và cái lúc nào mình tinh thần mình nó sụp đổ ở chỗ nào thì nương cái đó đứng dậy, nhất định không lùi sụp. Vì năm nào chúng ta cũng làm 7 bước chân của Đức Phật. Một con người rất nhỏ nếu chịu bước thì sẽ trở thành một con người vĩ đại. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi đó. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi từ một con người bình thường, một thái tử bỏ hết tất cả để ngài bước một cái bước chân gọi là xuất thế, rời khỏi cái bình thường để ngày nay ngài trở thành một con người đặc biệt. Đặc biệt này không thần thánh gì cả. Đặc biệt ở cái chỗ là Đức Phật có khả năng điều phục tất cả mọi hiện tượng đang có mặt trong cõi đời này. Cho nên chúng ta gọi Phật là Pháp Vương. Chữ Pháp Vương ngoài ý nghĩa là vua Pháp, nó còn có cái nghĩa là người có khả năng điều phục, chinh phục, lướt qua tất cả mọi cái hiện tượng trong cuộc sống, khổ, vui, được, bất, thành, bại, thắng, thua. Đa phần chúng ta thắng thì vui, thua thì buồn, được thì vui, mất thì buồn, hơn thì vui,
thua thì buồn. Lấn lớp người ta được lúc nào mừng lúc đó, tranh đua được cái nào tranh đua. Cho nên mình không thắng được các pháp đó. Còn đối với Ngài, cho nên một hôm có người tới gặp Ngài, hỏi Ngài có vui không? Dạ không. Ngài có buồn không? Dạ không. Ủa, thường thường con người một là vui, hai là buồn, chứ tại sao Ngài không còn vui, không còn buồn? Nó tôi là cái tôi đâu có gì để vui mà cũng đâu có gì để buồn, đúng không? Còn mình là hễ buồn cái đi kiếm gì để vui, mà vui rồi thì muốn vui nữa chứ không muốn lui. Nhà mà vắng không chịu an hưởng cái vắng đó, mở tivi cho nó ồn chơi. Lên xe đó, vừa để cái chìa khóa vô là phải bấm radio lên liền. Nghĩa là mình liên tục, không bao giờ mình sống được dưới cái tĩnh lặng đó. Cho nên mình cứ buồn vui đắp đổi. Còn Đức Phật giữ cái tâm mình bình. Thí dụ như mình đem tới cho Ngài ngon, Ngài vẫn ăn vậy. Rồi hôm nào chỉ là nước cà ri thôi, Ngài cũng ăn vậy. Bởi vì Ngài hiểu được mục đích của ăn là để sống, để duy trì thân mạng, để tu. Còn chúng ta là khác. Chúng ta vẫn nói ranh rảnh ăn để sống, nhưng mà ăn ngon mới vui. Chúng ta thêm cái đó. Mặc dù chúng ta vẫn biết ăn là để sống, nói khi đụng lý là chúng ta nói vậy, nhưng mà thực tế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không sống với cái lý đó. Chúng ta thường sống theo cái muốn của mình. Ăn phải ngon, ngủ phải êm, nằm phải ấm, gối phải của tôi, mùi tôi chịu, mùi của chùa public quá tôi không chịu nói. Cho nên mình là có cái thêm, cho nên chính cái thêm đó mình khổ. Còn á, Đức Phật là người sống với cái như vậy, cho nên Ngài bớt khổ, và thậm chí Ngài không còn khổ. Bây giờ mình không dám nói mình không còn khổ nha. Bây giờ mình nói mình bớt khổ đi. Bằng cách nào? Tập. Có sao sống vậy? Tuyết thì mình phải lái chậm thế thôi, chứ làm sao mình cản trở, mình lấy cái tay mình trận tuyết à. Bây giờ cái quan trọng là tuyết là đã tuyết rồi, bây giờ làm sao anh đi trong tuyết mà được an toàn anh mới hay. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ kể đại chúng nghe một câu chuyện. Hai vị thầy đi ngang một cái bờ sông, thấy người ta lưới cá, thì một con cá nó nhảy vô trong cái lưới rồi, thì một lát sau nó nhảy ra. Thì cái vị hòa thượng khen con cá hay, thì một vị khác mới nói có gì đâu hay, không nhảy vô mới hay chứ còn nhảy vô rồi có gì hay. Thì hòa thượng kia không nói gì mà chỉ nói rằng huynh chưa hiểu ý tôi. Đi một đổi, ông thầy kia nghiệm ra và tới cảm ơn. Người chưa nhảy vô lưới, con cá chưa nhảy vô lưới là chuyện bình thường, mà nhảy vô rồi mà ra được thật là một con cá đặc biệt. Có phải mình là con cá nhảy vô rồi không? Và bây giờ chúng ta đang tập tành tìm cái đường nhảy ra. Chúng ta vẫn sống trong đời này, nhưng mà bây giờ chúng ta đang là một con cá nhảy ra. Nghĩa là chúng ta làm một cái người mà thấy cái khổ rồi thì không nhúng vô nữa. Thấy cái khổ đó rồi thì không nhúng vô nữa là mình hạnh phúc chi đó. Cho nên nếu một người mà là từ thủy tới chung là giác ngộ thì không có gì để nói. Cái đặc biệt là mê mà bây giờ giác. Cái đó mới đặc biệt. Cho nên lễ Phật đản chúng ta tắm Phật. Tắm để làm gì? Tắm cho tượng sạch hả? Không. Tắm để đưa ý nói rằng để làm cho cái tâm nhơ bẩn chúng ta gột sạch bằng nước, bằng hoa. Nước là định, hoa là giới, tượng Phật là tuệ. Nếu có định, có tuệ, xin lỗi, nếu có định, có giới thì nhất định tuệ sẽ sinh. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải có nước, có hoa, gột rửa tâm này để hiển lộ một Đức Phật. Đức Phật con, baby Buddha. Thưa đại chúng, khi mà mình sống ở đời sống hàng ngày thì chúng ta có hai phần. Một là chúng ta sống cuộc sống hàng ngày là thuộc về cuộc sống vật chất, nhưng bên cạnh đó chúng ta không thể thiếu đời sống tinh thần. Bởi vì chúng ta có tinh thần nghĩa là chúng ta có trao dồi trí tuệ, hiểu biết, thì làm cho cuộc sống vật chất của chúng ta được trọn và có an lạc hơn.
Ví dụ mình có tiền là có phước, nói theo bình thường là có phước, nhưng mình không hiểu biết cách xài tiền, không có trí tuệ, không có hiểu, không có chánh niệm để xài tiền, thì chúng ta sẽ dễ mất tiền, hao tiền, tốn tiền, phí tiền, và chúng ta có thể đến cái cơ hội là mất tiền, nghèo khổ. Vì vậy cho nên người có chánh niệm học Phật, nghĩa là mình trao dồi cái tuệ giác, cái chánh niệm, cái trí tuệ để mình biết ứng xử mọi việc. Thí dụ mình pha trà mình uống, mà nếu người mà không biết pha trà thì sao? Phí trà tăng nhiều quá, một cái bình nhỏ uống quá nhiều trà, rồi thậm chí không biết pha thì nước chưa sôi đã pha thì trà không ra, cho nên uống trà không ngon, bị hao trà và không ra nước trà, trà không ngon. Thậm chí nhiều khi nếu mình biết cách pha trà thì tự nhiên cũng một cái ly trà mà trà rất là ngon. Phong vào ví dụ, trước khi mình pha, mình lấy nước sôi mình tráng cái bình, rồi mình múc trà mình để vô xong, vừa cái bình đó rồi thì mình cho nước vào, nước sôi vào rồi thì mình đậy nắp lại, mình để nó khoảng một phút, mình lắc lắc về cái mình tráng cái trà, đổ bỏ cái nước đầu đó, cho nên cái nước đầu không có đổ quá đầy, đổ vừa ngập trà thôi, để chút để chi rửa trà. Nhưng mà khi mình rửa trà rồi, khi mình chắc ra đó, thì không có chắc ra không, mà mình rót vô cái ly mình định uống đó, để chi, để cho cái nóng của cái nước sôi đó nó làm nóng cái ly trà, để khi mình châm cái bình nước trà vô cái ly đó thì cái ly đó đủ nhiệt để nó giữ trà nóng. Thí dụ cái ly này nó đang nguội như vậy mà nước trà nóng mình đổ vô thì cái men, cái lạnh của men đó, nó có thể giảm cái nhiệt độ của trà, và trà chưa đủ nóng, chưa đủ. Cho mình chán trà, mình chán rồi thì mình chút vô cái ly này, mình lắc, mình đổ cái trà đó bỏ, mình đổ nước sôi vô trở lại lần thứ nhì, mình ngâm trà đó khoảng 2 phút, 3 phút cho nó ra trà. Và sau khi trà ra rồi, mình phải chắc hết nước trà ra một cái bình thứ hai hoặc là cái ly đó, không để nước vào trong bình trà đó. Vì sao? Vì nó ủ như vậy, nước trà ra nước đầu rất là đậm, uống đắng, chát, mất vị trà, không ngon. Và thậm chí có thể xài bình trà đến chừng 2 lần trà hết, trong khi đó bình trà đó có thể xài 10 nước, cứ mỗi lần chăm xong chắc hết ra chia cho mọi người uống, rồi nước cứ nhiệt, không bao giờ ngâm nước ấp lẫm ở trong cái bình trà đó thì trà không ngon. Như vậy có trà là đời sống vật chất, biết cách pha trà thì vật chất này sử dụng được phương. Mình có thân nhưng mình không biết dưỡng thân thì cái thân này bệnh tật và không xài. Còn nếu mình biết dưỡng thân thì cái thân này làm được nhiều thiện sự. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, cũng vậy nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Ở nơi cái thân sanh tử này, thân sanh tử nghĩa là thân sống chết này nè, nếu mình biết cách thì thân này làm được nhiều việc lắm mà không có phước. Mà đại chúng, nếu mình đại chúng nhìn kỹ có hình như không có một món gì xung quanh mình mà không trở thành những món hữu dụng nếu chúng ta có chánh niệm. Có phải quý vị biết cái nhang khoanh á, nhang tròn tròn đó, nhiều khi Phật tử Pháp Hòa thích thắp cái nhang tròn khoanh đó. Nhiều khi không có cái tro mềm mịn đó để mình thả cái đó vô thì mình để trên cát là nó tắt liền, vì cái cát nó dày, nó cứng, nó làm nó tắt cái nhang đó. Thế mỗi lần muốn để xuống cho mình biết cái bát hương này cát không để được, cái con là lấy cái chim nhang á, mình bẻ cong nó xuống một chút cho nó thành cái móc vậy thôi, gác cái vòng nhang phân nó lên thì thành ra một cái chỗ. Vậy thì cái chim nhang đó mình nên bỏ không được, nhưng nếu lúc mình cần sử dụng để trở thành một cái cây để gác cái phân trầm thì bẻ cái nhang đó là bẻ vừa thôi, bẻ mà cho nó còn dính lại, chứ bẻ cái cục cái nó gãy là không gác được. Cái chim nhang vẫn có thể thành một cái vật để gác một cây nhang.
ở trong chùa nhỏ nghe ai mà xả tan xin bãi tan là một miếng hai miếng kết một cái miếng vải to thành bốn thước cắt được bộ đồ. Hồi ở Việt Nam mà nghèo là quý thầy quý sư cô trong chùa mặc đồ bộ mặc đồ mặc họ toàn bằng vải tan của những Phật tử người ta làm lễ xong ta xả tan mình xin lại. Một cái vỏ cà rốt mình bào ra, nếu mình biết làm trở thành ra những cái hữu cơ compost thì cái vỏ cà rốt nó trở thành phân bón. Tóc của mình mà không có nhiều mà nếu mình cạo đi mình có thể cho những người bệnh ung thư. Cơ thể của chúng ta đã từng ký giấy để cho những người y học. Như vậy thì đại chúng thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta cái gì chúng ta cũng có, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết dùng nó không. Nhiều khi trong nhà mình nó có cái bột đó mà không biết làm bánh, có cái món đó mà không biết sử dụng thì nó uống đi. Mình có cái chuông thì mình sử dụng cái chuông, mỗi ngày mình thỉnh tiếng chuông lên để tiếng chuông ngân lên làm cho lòng mình lắng lại. Hồi nhỏ Việt Nam người ta hay quan niệm nó thắp nhang phải thỉnh ba tiếng chuông, mà người ta quan niệm là đơn giản nó không phải như mình hiểu một cách rốt ráo là thỉnh chuông để lắng tâm, mà thỉnh chi biết không, để cho trẻ nghe thập nhang rồi bon ý muốn báo cho Phật biết là Phật ơi con cúng nhang nè, Phật về đây Phật kính cho con. Cho nên là có nhiều người thắp một bó thiệt là nhiều để chi biết không, để khói nó đủ nó xông lên tới trển, ở trển nó biết mình thắp, chứ còn thắp ít quá không đủ. Quan niệm rất là đơn giản. Cho đây có một thưa đại chúng là vô minh á, nghĩa là khi chúng ta không biết sự việc thì là vô minh. Thí dụ mình biết cái việc đó là sai mà mình vẫn cố chấp mình không muốn sửa, đây là một dạng vô minh. Mình không biết điều đó cũng là vô minh, mà biết rồi mà không sửa cũng là vô minh. Có nhiều người cố chấp, vô minh do cố chấp, vô minh do không hiểu biết, vô minh do nhầm lẫn. Vậy thì người muốn hết vô minh, mà cái gốc vô minh là gì? Từ cái chấp mà ra. Một là chấp mình, hai là chấp của mình. Cái đó gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp con người mình, chấp nghĩa là gì? Là dính. Thí dụ như tôi biết tôi là giỏi, tôi là ai. Có người ví dụ như vậy đấy, tôi là trụ trì mà cái người đó vô chùa thỉnh chuông hỏi tôi thì cũng dặn người không biết gì, không có biết ai là trụ trì nữa. Là đây trụ trì là cái gì, đâu có làm gì đâu, bất quá là giữ chùa. Nói theo sang trọng chút là ô xin trụ trì là giữ chùa. Nhưng mà nếu như á mà mình chấp vào cái đó gọi là chấp ngã nè, rồi chấp những cái gì mình đề đạt ra là chấp pháp. Cho nên hàng ngày sở dĩ mà mình giận nhau nhiều, cãi vã nhau nhiều, nội một cái đơn giản là nội cái xếp ghế kinh thôi, xếp bộ đoàn tổ cũ thôi, mà cũng 10 ý 9 ý, người để kiểu này người để kiểu kia, mà tôi để rồi ai lại xê là bắt đầu phiền, thôi giỏi quá làm luôn mai tôi khỏi làm nữa, vân vân. Cho nên tất cả những dạng chấp đều gọi là vô. Bây giờ mình muốn giảm cái chấp đó, muốn giảm cái vô minh đó, chúng ta phải thường dụng trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường, mà là trí tuệ bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Thật sự mình nói là trí tuệ bát nhã là mình nói dư. Nói một câu gọn là bát nhã, nhưng mà tại vì giờ nó bát nhã đâu ai biết đâu. Hỏi là bát nhã là gì? Ô tôi biết là ôm sồn bát nhã. Ôm sồn bát nhã thì tôi biết, mà bát nhã bình thường tôi biết bát nhã nghĩa là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ mà mình biết này là trí tuệ của học thức, cái đó gọi là trí thức, chứ chưa phải là trí tuệ. Cái mình học từ người khác gọi là trí thức, cái tự mình phát ra là trí tuệ. Mà người có trí tuệ, người đó sống giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ, nhưng mà thật sự là hết khổ. Bây giờ mình nói nhẹ nhàng, nó giảm khổ.
Tại sao giảm khổ? Tại vì người đó có quán chiếu. Quán chiếu. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này, cái nhà này, của cải vật chất này là gì? Vô thường tạm. Cái quán chiếu này gọi là văn tự bát nhã. Đó, hàng ngày quý vị thấy không? Sống nay chết mai. Hôm qua có một chú kể phong hoài chú nó, hồi đó chú đi lính. Một cái người bạn của chú, làm chung với chú, mới vừa hỏi chú đường đi nước bước vậy. Vậy mà bước ra tới ngoài cửa là người đó đã bị ám sát, bị bắn chết. Mới vừa hỏi cái đường. Thì bây giờ mình thấy hàng ngày những cái thay đổi trong cuộc sống mình, cái đó rồi là gì? Đó là văn tự bát nhã. Quý vị thấy, quý vị biết hết. Chúng ta thấy, chúng ta biết hết. Nhưng chúng ta không có tư duy, không quán chiếu. Khi nào có tư duy, có quán chiếu, gọi là quán chiếu bát nhã. Bát nhã có ba loại nha. Mình thấy người ta bệnh, người ta thấy người ta chết, người thấy người ta khổ, thấy cái đó mới văn tự rồi. Văn tự nghĩa là gì? Chữ nghĩa thôi, mình đọc thôi. Cũng giống như mình mở kinh ra mình đọc ào ào vậy đó. Đó là văn tự kinh. Nhưng mà chưa có tư duy kinh. Tư duy kinh là mình suy nghĩ đạo lý. Quán chiếu bát nhã là hàng ngày mình quán soi. Rồi cuối cùng mình chứng đạt được cái thứ ba là gì? À, cứu cánh bát nhã. Nghĩa là chúng ta có được một cái hiểu biết rốt ráo tột cùng. Nhờ có cái trí tuệ đó cho nên chúng ta giảm dần cái vô minh. Cho nên vô minh không phải nghĩa là vĩnh viễn là như vậy. Nhưng mà chúng ta có tu là minh. Chúng ta có tu là minh. Ví dụ như chúng ta không tu là tử. Tử là chết, khổ. Nhưng mà chúng ta có tu rồi vẫn chết. Nhưng mà chết sao biết không? Không khổ vì chết. Trên cái tu và cái chưa tu nó khác chỗ đó. Người chưa tu sợ chết, người tu rồi á thì không sợ chết. Tại vì sao? Tại vì chết là chết, mà chết đâu có hết. Chết là đi mà đâu có biệt ly. Chết là đi mà không có biệt ly. Tại vì mình vẫn còn sống trong lòng của người đó. Vừa rồi có qua đi một cái đám của ba em nhỏ tuổi chừng 20 đổ xuống, ba chứ không có mẹ. Đám tang rất là đơn giản, hình như không có ai nhận đó. Thì khi mà các em quỳ cúng đó, Pháp Hòa tụng ngắn thôi, Pháp Hòa nói chuyện với mấy em. Pháp Hòa nói tới đâu nó khóc tới đâu, nói tới đâu nó khóc tới đâu. Pháp Hòa mới nói ba của con không có chết, ba của con chỉ chết cái hình hài thôi. Nhưng mà nụ cười, tình thương, lời nói, dòng máu của ba con đang ở trong ba con. Thì ba biết. Và nếu ba đứa con thương nhau, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau và sống cuộc đời mình cho lành mạnh thì mình đang nuôi ba mình ở trong thân tâm của mình. Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã, cứu cánh bát nhã. Còn mình thấy cái hiện tượng chết đó là văn tự chết, tư duy về cái chết. Ai cũng chết hết. Cho nên á, chết không giận, không hờn, không sợ chết. Chết mỉm cười như cái chết tự nhiên. Chết là chết mà không hề sợ chết. Tại vì đâu có chết. Chết là chết mà đâu có chết. Chết là đi nhưng không có việc gì. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa. Và ta đang chết, và ta cũng sẽ chết như những người đang chết. Giờ đây chúng ta ngồi đây, chứ cũng có triệu người đang nằm xuống chết. Nó cứ một tích tắc. Có người sanh, có người chết. Cho nên hôm qua Pháp Hòa nói vô minh. Trong bát nhã nó không có vô minh mà không có sự diệt tận của vô minh. Nhớ không? Vô minh diệt, vô minh tận. Tại sao? Tại vì khi mình không hiểu đó là vô minh mà hiểu ra rồi là nó minh. Cho nên vô minh nó cũng không có tồn tại. Hiểu ra cái mình. Ví dụ như ta thấy mình hiểu lầm, mình đánh ta giải thích xong. Vậy sao không nói? Nãy giờ làm chung mở thơ chửi à. Mình
Ngày xưa Khổng Tử có ba người đệ tử, trong đó có Nhan Hồng. Một hôm đi thời loạn, đi lánh nạn, thì ghé vào một cái nhà đó, ta cho ra được một chén gạo. Thì Nhan Hồng lãnh trách nhiệm nấu cơm, thì các học trò khác đi lo kiếm việc khác, thì ngài Khổng Tử ngồi ở phòng trên đọc sách. Thì trong khi đọc sách như vậy, ngó xuống thấy Nhan Hồng lượm cơm bỏ trong miệng. Khổng Tử buồn mà không nói. Lát nữa nấu cơm xong thì Khổng Tử muốn mời mọi người ăn cơm. Thì Nhan Hồng nói, dạ con xin phép, con không có dùng, vì hồi nãy cơm nó rớt dưới đất, con không dám để lại vào trong nồi, con sợ dơ cái nồi cơm. Thôi con phủi bụi, con để miệng con ăn luôn. Cho nên bây giờ con đã vô phép, con ăn trước hồi nãy rồi, vì cơm hồi nãy dính bụi. Nếu con để vào lại trong nồi cơm thì nồi cơm sẽ dơ, và thầy và các huynh đệ khác không ăn được. Cho nên con mạn phép, con xin lỗi thầy, nãy con bốc cơm dơ, con ăn trước. Khổng Tử nghe xong vỗ đầu, xém một chút nữa ta đã thành kẻ hồ đồ. Tại hồi nãy ngồi dưới phòng, thấy đệ tử mình bốc cơm ăn trong lòng buồn, giận đứa đệ tử hổn dám ăn cơm trước thầy. Nhưng khi hiểu ra rồi mới biết rằng đệ tử mình đâu phải nó hổn đâu, mà nó chí tình chí hiếu đó chứ. Mình chưa, mình hồi nãy vô mình, cuộc sống của mình chuyện nó xảy ra đó. Cái chuyện đó nó xảy ra. Cho nên chúng ta thường hay bị phan dung, tức là nhìn cảnh rồi phóng theo. Chữ phan là mình phóng theo cái cảnh duyên bên ngoài. Chính vì vậy mà mình ít khi nào sống được cái chân tâm. Chữ vọng tâm là cái tâm mình suy nghĩ lung tung, vọng, hư vọng, vọng là thẩm thẩm thẩm. Còn cái chân là nó, ví dụ về nhìn hoa này biết hoa ly màu trắng, đấy, nhận biết vậy. Bắt đầu nó ly ly này không đẹp bằng ly kia, vân vân, nó cái những cái chi tiết đó, nó làm rất rối. Quý vị thấy không, nổi một cái nồi cà ri mà 10 người nấu là khác mùi, khác vị, thậm chí những gia vị khác, mà cà ri nào cũng ngon. Tại sao mình phải phân biệt cà ri này không bằng cà ri hôm qua? Nói làm chi để buộc người đó hiện tại, mà cái cà ri hôm qua không còn, cái cà ri hôm qua không còn, cái còn hiện tại là cà ri của bây giờ. Mà không thưởng thức cái cà ri bây giờ, đem cái quá khứ ra nói để làm buồn người hiện tại. Mà nếu mà người hiện tại mà họ cố chấp, họ vô minh tiếp, họ nói vậy khỏi ăn, họ sắp nồi cà ri họ đi rồi, coi như mất quá khứ, mất hiện tại, vô minh quá trình. Và bây giờ có quà thưa với đại chúng là không khéo là mình sống kiểu này hà rồi. Sao ông không giống ông chồng người ta? Sao mà ông giống vợ người ta? Ủa? Cái người hiện tại là vợ của ông, chồng của ông chị. Nếu mà anh nhận được người hiện tại thì anh đâu nói câu đó. Mà anh nói câu đó là chiến tranh nó sẽ... Anh nói cái người kia mà người kia cũng không bao giờ là chồng là vợ của anh, mà anh chỉ là buồn cái người hiện tại. Cho nên người có trí, người có quán tư duy, có trí tuệ, có minh là sống bằng cái hiện tại đó, mà không đem cái quá khứ để mà ví dụ, không đem cái khác, mà cái khác lắm thôi. Cho nên mình không khéo là mình hằng ngày mình sống mà mình vô tình cái chuyện đó, là cứ lấy cái nào nào đời nào mà cái hiện tại mình quên được. Cho nên vô minh không có phải là cái gì, mà cái nó hiện tại nó đang xảy ra trong đời sống chúng ta. Mà thưa đại chúng như này, mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta lúc nào cũng có cái ý thức chỉnh đốn, ngăn nắp, làm mấy cái đó
thì cuộc sống mình cũng vậy. Cái gì mình vừa khởi lên, mình nhận ra rằng mình có nên nói gì đó, thì sắp sửa vô minh thì minh nó có. Ở trong phẩm Phổ Môn á, có kể một cái đoạn này: nếu người nào đi tìm châu báu rồi ghe thuyền tấp vô một cái nước quỷ La Sát, nhớ không, hắc phong tức là ngọn gió đen, nó thổi người đó đi vào cái chỗ quỷ Dạ So La Sát, thì có bọn cư sĩ tới hỏi bạch hòa thượng, vô minh là gì? Tại sao trong phẩm Phổ Môn nói những cái đoạn đó? Thì ông hỏi xong cái hòa thượng nó ngu mà cũng hỏi, trời ơi, ông giận đỏ mặt. Cái hòa thượng xem hòa thượng nói: giờ ông biết La Sát ở đâu chưa? Bây giờ ông biết vô minh nó ở đâu chưa? Thì ông liền chắp tay nói: dạ con hiểu. Cho nên vô minh diệt, vô minh tận, không có cái vô minh mà cũng không có cái thánh tuệ. Tại vì thật sự ra chẳng qua là một trạng thái. Khi mình chưa hiểu là một trạng thái khổ đau, mà hiểu ra rồi là trạng thái. Mà người mà nhận ra được cái đó rồi, vậy thì mình đến với đạo Phật, mình học Phật là để mình có cái nhận diện. Nếu mình lỡ mình phóng ra ngoài nhiều quá rồi, rồi mình nói lung tung, mình làm đủ thứ hết, mình biết rằng cái đó là mình đã đi xa quá. Cho nên các quý vị nhớ là có một vị cư sĩ tới tìm một vị tổ, nên bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói: ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông có thấy cây tùng trước cửa chùa không? Ông nói ông tu đạo, mà đạo là cái gì rất là bình thường. Ông vô đây mà ông thấy cây tùng không? Ông lo ông hỏi đạo mà ông quên cây tùng có mặt, giống như mình vậy đó. Trời ơi, chị năm cái nhà đẹp lắm, anh bảy cái nhà giỏi lắm, mà quên ông chính nhà mình cũng đâu có qua. Quên cây tùng đó, quên cái tùng đó. Cho nên rồi thì hòa thượng ông có thấy cái tùng đó không? Mà rất khổ một cái hệ hòa thượng chỉ cái tùng, cái mình dính cái tùng, cái lần sau đi ngang nó cái tùng. Quý vị biết có một thời gian là thiên hạ đổ về cái chùa đó, là cứ nói về cái cây tùng đó, cây tùng trước cửa chùa, cây tùng trước cửa chùa. Mấy chục năm sau, người khác cũng tới tìm hòa thượng hỏi, nói: dạ bạch thầy, cây tùng đó đâu rồi thầy? Ông hòa thượng nói: chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu. Tại vì sao thì thể nói cây tùng mình bị dính cây tùng, rồi tôi tuyên bố không có cây tùng nào hết, cho mình giải tỏa liền. Tội nghiệp lắm, cách đây mấy ngày con cô Phật tử lái xe 10 tiếng nữa đây, mà cũng chắc chắn rằng thầy Pháp Hòa có đây không. Cô gọi lên chùa, cái đứa con nói: dạ có. Cô nói: khi nào thầy Pháp Hòa đến chị gọi cho em nha, phải nghe tiếng thầy, thiệt sự có thầy em mới tới. Cô Pháp Hòa vừa tới, cô Phật tử gọi con cho cổ, cổ nghe tiếng Pháp Hòa rồi cổ mới an tâm là cây tùng còn ở chùa. Đừng học kiểu đó nha, chết em. Trăm người, ngàn người mà chỉ muốn nghe cú điện thoại để chắc chắn tôi đi. Quan trọng là mình hiểu được vấn đề. Cho nên thường á, quý vị hỏi một câu này, ông tổ trả lời không khác là ông muốn chặt cái đó. Ông muốn chặt bứt cái đó đi, mình đừng có để cái đó trong. Cho nên nhiều khi các ngài nói: núi từ đâu tới, chết đi về đâu? Hỏi một câu nói vậy chi với ông, để mình bận rộn. Từ đâu tới, chết đi đâu, khỏi suy nghĩ chuyện khác. Thì có nhiều vị các tổ đi ngang hỏi: ăn cơm chưa? Ý ông hỏi mình là có giây phút hiện tại, có giây phút hiện tại. Cho nên nhiều khi cái tâm mình nó phóng rất là nhiều, mà các tổ là cũng chạy. Tại vì sao? Tại vì mình càng phan duyên thì mình càng, giống như trong nhà mình có 10 đồng mà mình quên trong nhà có 10 đồng, mình cứ ngó nhà sớm ta có 100 ngàn, rồi chạy đua đi mua những cái món 100 ngàn mà rốt cuộc không có thẻ để cà. Rồi thôi, quý quá, cà đại, cuối tháng cà lâm. Mà phải gì mà mình ham cà mà cà xa cũng đỡ.
Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, hồi nãy sơ sơ là vì ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện vô minh, nhưng mà chưa nói là những cái tướng trạng của vô minh và làm sao để mình tu tập để mình hết minh. À xin lỗi, hết vô minh. Và chữ minh á, trong tiếng Hán á, có hai cách viết. Chữ minh á, có nghĩa là sáng. Chữ minh cũng có nghĩa là tối. Hai cách đó viết nha. Ví dụ như ta nói u minh, cõi u minh. Cõi u minh là cõi u tối không ánh sáng. Còn cái cõi là ví dụ như minh quang, minh hay gì đó, chữ minh này là ánh sáng rực rỡ. Cho nên là vô minh nghĩa là người không có ánh sáng, không có bóng tối, nó có đâu đó. Bây giờ tắt đèn là bóng tối nó tràn về, mà bớt đèn thì ánh sáng rực, mà vô minh đi đâu? Nó đâu đâu, nó biết thôi. Cho cái tâm của mình là khi chưa, giống như là khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tại vì sao? Tại vì tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ác. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền nó có xuống mình làm bậy. Tại vì tâm mình vô minh, mình phan duyên. Có tiền rồi muốn đi chơi cờ bạc, tự nhiên tiền làm thêm tiền cũng ra, tiền làm cho nó mau hết. Thành nữ đó là tại mình, tiền nó xuống mình. Mà mình biết sử dụng tiền đúng thì tiền nó sanh tiền. Cũng vậy, có phước mà không có đủ tuệ giác để dùng phước thì phước bắt đầu nó hỏng, nó hao, nó tổn và cuối cùng nó mất. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở trong Phật Pháp thì có rất nhiều. Có một vị hòa thượng tới hỏi một người bệnh, nghe thầy nó bệnh chứ hòa thượng vô thăm. Cái hòa thượng vô thăm, cái hòa thượng nói ông đang bệnh tháng. Thì cái người bệnh nói dạ con đang bệnh. Thì hòa thượng hỏi tiếp, vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái ông bệnh nói ui nha, cái bệnh là cái sanh diệt, còn cái u da là cái gì? Vì sao mình u da? Thường thường là ai nhéo mình biết đau, mình u da, đúng không? Thì cái chữ u da là tôi biết tôi bệnh, cái biết tên là bệnh. Còn nghèo đây nè, ai cũng bệnh hết đúng không? Nhưng mà đôi khi mình không biết mình bệnh. Và khi mình không biết mình bệnh cho nên không bao giờ tiếp nhận thuốc chữa. Và thậm chí lắm rồi nó đừng nói vậy nghe. Còn mình biết mình bệnh, cái biết đó là mình sẽ hết rồi. Giống như mình nói là thí dụ mình vô minh mà mình biết mình vô minh thì mình liền mình. Còn mình vô minh mà không biết mình vô minh thì mình tối tâm u minh. Cho nên trong kinh Pháp Cú ha, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng ngộ trí ngu. Tại người ngu biết mình ngu là người đó học. Còn người trí mà cho mình trí là đóng cửa ông học thì người này hết. Quý vị nhớ không? Cho nên ui da, ông hòa thượng hỏi nuôi bệnh, vậy có cái gì không bệnh không? Thì cái người bệnh là ui da, ai nhéo ông đâu. Nhưng mà cái chữ ui da đó để nói cho hòa thượng biết rằng còn biết, cái biết của con thì chúng ta cũng thế. Chúng ta khổ, chúng ta biết mình khổ là hết khổ. Cho nên trong tứ đế, khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ. Diệt đế là khi mình biết khổ có an lạc, mặc dù chưa có đường, chưa có chuyện, chưa có phương pháp chữa, nhưng khỏe rồi. Tôi bệnh bây giờ bác sĩ nói tôi bệnh gì tôi biết, tôi không còn lo. Cái trạng thái không còn lo, bớt lo là gì? Biết mình bệnh gì. Cho nên các ngài có cái cách thử u da. Trong kinh Bát Vụ có kể một câu chuyện khác. Có cái ông đó, ông đi chợ, ông để con ông ở nhà. Thế thì một toán cướp tàn phá cái làng đó, đốt nhà,
thì may thời đứa con nó chạy ra được. Thì trong nhà đó có một người chết, người ở chết. Thì ổng đi về, ổng thấy nhà ổng cháy và có cái xác chết cháy queo. Ông nghĩ là con không, cho nên ông đem cái xác ông thiêu xong, ông lấy con đựng trong cái hũ đó. Và tối ngày ông cứ khóc, ông kêu đây là con của tôi. Sau khi mọi việc yên ổn rồi thì đứa con trở về, nó gõ cửa, nó nói ba ơi mở cửa cho con vô. Ông mới nói mày là ai, con nhà hàng xóm mà tới chọc tao, con tao chết rồi mày đừng có tới ghẹo tao nữa. Nó nói ba con này, ba nó nói không có ba má gì đây, con tao nằm trong cái hũ này mày không phải con tao. Kinh Pháp Vụ kể câu chuyện đó. Thì Đức Phật kết luận chúng ta ôm một cái mớ khổ đau kiến thức mình giống như ôm mới tro tàn mà chân lý xuất hiện vẫn không chấp nhận. Chân lý là đứa con nó về trở về vẫn từ chối đứa con, không chấp nhận được vì nghĩ rằng con mình ở trong cái bụng. Sư ông Lạc Mai tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, ngài không cho đệ tử lập tháp của ngài. Ngài nói là khi ngài mất đi không được thiêu rồi đem cốt để trong cái tháp. Thì Hòa Thượng dặn vậy nè, nếu như ai đó xây cái tháp cho thầy thì hãy để ở ngoài cái tháp đó một câu trong này không có gì. Nếu người đó vẫn chưa hiểu để câu thứ hai ngoài kia cũng không có gì. Thấy thiền sư không? Trong này không có gì, ngoài kia không có gì. Nếu họ vẫn chưa hiểu nữa thì nói cho họ câu cuối cùng, bước chân an lạc, nụ cười thảnh thơi, bước đi vững chãi, đó là thầy nhất định. Cho nên ba của mình không có trong cái hũ đó, mình có giữ cái hũ đó là để kỷ niệm theo cái thường tình của thế gian. Đừng có nghĩ rằng mình nhốt ba trong đó, mình để ở đâu cũng được hết, vì đó là cái tâm của mình theo cái phong tục truyền thống. Còn mình chết rồi, cái quan trọng là sự siêu thoát của mình, chứ không phải mình ở trong cái bối cảnh. Cho nên sư ông nói sư ông không nằm trong cái bối cảnh. Còn nếu muốn nữa, bất cứ một cục gạch, cục đá nào có sẵn, hãy để một quyển sách của thầy trong đó, như là cuốn phép lạ của sự tỉnh thức, để trong cái đoạn đó thì thầy ở trong đó. Tại vì sao? Những gì của thầy để lại mới quan trọng, còn cái mớ tro không phải. Trong đó không có gì, ngoài kia không có gì. Cho nên mình á, coi chừng mình đang ôm một hũ tro của chắc trước, của những cái gì mình cho là chân lý, mà thật sự chân lý đang có mặt, đang tới vận của mình. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình nghe một câu nói gì đó mình dính mắt, bây giờ người ta giải thích cỡ nào cũng không chịu nghe thì tự mình làm khổ. Mình không hiểu, ta nói cho mình hiểu mà vẫn cố tình không hiểu thì mình làm khổ nữa. Cho nên mình phải có cái trí tuệ bát nhã. Cho nên Đức Văn Thù cầm cái cây kiếm, có vị nó sao Bồ Tát dữ quá, Bồ Tát nào cũng cởi mấy con khủng hoảng, Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi, Quan Âm cởi con cá, Địa Tạng cởi con lý thính. Trên tay Văn Thù cầm kiếm, Địa Tạng cầm cây sắt. Mình nhìn cái cây đó mình tưởng Thiếu Lâm Tự đánh bột bột, đập cái bóp nằm dài đó, thiện tài thiện tài. Thưa đại chúng, là những con thú mà các vị Bồ Tát cởi đó là biểu tượng cho sự sức mạnh dũng mãnh có thể lướt tất cả những khó khăn. Và cái cây kiếm mà Đức Phật Phù cầm là tượng trưng cho trí tuệ có khả năng chặt mọi phiền hà. Ở bên Đài Loan á, ở Cao Hùng á, Phật Quan Sơn á, trước cửa của, trước cái cửa chính của kỷ niệm Phật Đà có để hai con thú, một bên là con voi, một bên là con sư tử, để biểu tượng cho hai con vật của Đại Thừa chuyển dẫm đạp tất cả mọi cái thấp bé, để tượng trưng cho gì? Gọi là mình dẫm mạnh nước mọi khó khăn.
và còn tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Bởi vì văn thù cởi voi, ta sẽ cởi sư tử là tượng trưng cho trí tuệ. Đức Phổ Hiền cởi con voi là tượng trưng cho hạnh nguyện. Mà trên con voi có 6 cái ngà tượng trưng cho luân độ vạn hạnh. Cho nên rồi hai con thú đó tượng trưng cho hạnh nguyện, trí tuệ, tượng trưng cho đại thừa. Chuyển đi đến đâu thì các thú nhỏ phải khiếp vía hết. Trí tuệ đến đâu thì vô minh phải sợ. Cho nên người có trí thì họ sống vững chãi, họ không sợ, tại vì họ biết. Thí dụ bây giờ quý vị đi ở trong cái chùa này tối không có sợ, tại sao? Có ai mới cọp tới kìa, tôi chỉ sợ cọp cái thôi. Còn tôi biết ở đây đâu có rừng gì, đâu có cọp. Mà tôi mình biết rằng ở đây không có thú dữ, nên tôi đi không sợ sợ. Nhưng mà coi chừng ráng. Ví dụ như vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói xong cái phần đó rồi, giờ mình có thời giờ để vài câu hỏi nha, cho quý vị ở xa đây. Con biết đạo Phật y phục có 3 màu vàng, nâu, lam, ngoài ra có màu đen không? Nếu có thì ý nghĩa gì? Trong Phật giáo thì không có dùng màu đen, mình dùng màu nâu, màu vàng, màu lam. Mà thật sự ra nâu với lam này là cũng sau này, chứ còn chính thức thời Phật chỉ có màu vàng. Bởi vì sao xài màu vàng? Bởi vì màu vàng là tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho nhẫn nhục, chịu đựng. Mình lấy nước sạch mình đổ xuống đất, mình lấy nước dơ mình đổ xuống đất, đất vẫn tiếp nhận. Người tu ta cũng thế, phải tiếp nhận khen chê như là đất tiếp nhận nước dơ sạch. Nhưng mà tiếp nhận vẫn có thể tiêu dung, nghĩa là đất bốc hơi thành một thành mây. Mình tiếp nhận những lời khen chê đó nhưng không giữ trong lòng, chuyển hóa nó thành ra những đề mục để tu, như là nước đất hấp thụ nước rồi bốc hơi. Còn sau này Phật giáo lan ra đến các nước Á Đông như là Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta thêm những màu nữa, như là màu nâu, màu vàng. Nó cũng là từ màu vàng đó đấy. Bởi vì nâu là tượng trưng cho đất, mà đất già. Còn lam là đất gì? Đất sét, đất non. Cư sĩ Phật tử mặc áo lam tượng trưng cho sự nhẫn nhục, nhưng mà còn ở trong cái bước thấp. Màu lam còn tượng trưng cho màu khói. Màu khói nhìn khói nhẹ nhàng bay lên. Cho Phật tử thắp nhang cúng Phật tượng trưng cho dân, cho Phật cái hương thơm, tượng trưng cho học hạnh, học cái giới để có cái hương đức hạnh. Nhưng mà nhìn cái hương cũng quán chiếu, nhẹ nhàng thì bay lên, nặng nề thì rớt xuống. Màu nâu cũng là màu đất già, nghĩa là sự tu tập mình già nhận. Còn màu đen là cái màu như là mình hợp mấy cái màu khác lại. Gia đình thân nhân bên Việt Nam nghèo, mình giúp họ như vậy có được coi là phước không? Em cũng nghèo lắm nè. Thật sự thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ mình cho người dân mới có phước. Mình cho ai mình cũng có phước hết, nhưng mà với điều kiện là mình cho bằng cái tâm hoan hỷ thì phước mới có. Còn ví dụ như mình dở vậy mình thân, nói dở về cho nó đi, trời ơi thì thứ gì báo không. Mãi xem qua đây mới gặp người nghèo, ô mô Phật, bác lấy ngày xài đỡ nha. Ủa vậy người kia không phải người chúng sanh sao? Cho nên đừng có nghĩ rằng mình cho người thân mới là không có phước. Bất cứ ai mình giúp đỡ, họ cần sự giúp đỡ của mình đúng, sao có phước nè. Có nhiều Phật có dạy trong kinh nha, có nhiều khi cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều phước nhiều, có nhiều khi cho ít phước ít. Ông Phật mình cũng hay quá.
gì ngạc nói trên. Nếu mình cho nhiều mà mình cho không có hiểu biết thì có phải mình cho nhiều mà phước ít đâu. Thí dụ về con của mình nè, nó mới có 10 tuổi à, mà tuần nào đi học cũng viết cho nó 100, phải mình dạy luôn không? Đó, nó cho nhiều mà phước ít, mai bốn nó thành ra cái đứa tham hoặc là đứa xài tiền không có biết. Còn mình cho nhiều phước nhiều là sao? Cho của mà cho luôn bằng tấm lòng, bằng với cái phước, bằng với cái của. Còn cho ít phước ít là đã cho ít mà còn nói nhiều. Muốn tô luôn đủ kiểu đó. Cúng giờ mình nói dụ mình cho cái hội từ thiện nó 10 đồng là 20 năm trước á, 20 năm sau tới tới hội từ thiện đó, tôi muốn coi cuốn sổ trước coi còn cho tôi không. Cái đó không có gì tội nha. Như ở đây Phật ví dụ cho nhiều phước nhiều, cho ít phước ít là cái kiểu mình cho bằng cái tâm mình. Trong kinh Dược Sư nói có nhiều khi cho người ta tới xin chứ không muốn cho, mà giờ cực chẳng đã thôi cho 10 lần, cho xong cái hối hận, trời biết về để cho 5 đồng thôi. Nó đi xin được nhiều quá cho nó chi nhiều. Cái phước cũng có nha, thưa đại chúng, phước có. Nhưng mà hưởng cách nào biết không? Đời sau có phước, có của mà không dám hưởng. Chẳng hạn như người ta cho cái bánh thiệt là ngon, rất là ngon, cất trong tủ, mai mốt cứ ngắt, móc neo lên hết, bắt đầu đem ra ngồi dạt cái móc, ăn với cái bánh ngồi lại. Có ta cho đồ ngon, ăn nó cất không, lâu lâu mới đem ra móc. Thì Phật nói có phước nhưng mà không có dám hưởng, là tại cho xong rồi tiếc. Cho nên cho nhiều phước nhiều chứ phước ít, mình cho người thân cũng là phước, nhưng biết biết cho sao, học cần như thế nào mình cho. Pháp Hòa kể một cái ví dụ, thì Pháp Hòa có giúp cho một em cho nó học đàng hoàng rồi, có công ăn việc làm rồi. Thì cuối cùng cái nó dở cho qua cái thơ tiếp, nó thầy ơi, thầy cho con chiếc xe ra, tại con đi làm trễ hoài, giờ thầy cho con chiếc xe ra để con đi làm đúng giờ. Pháp Hòa không trả lời, viết 5 lần 7 lượt bắt đầu Pháp Hòa trả lời. Khi thầy giúp cho con có học hành, có nghề ngỗng là để con tự nuôi con. Bây giờ con đã có việc rồi thì cái việc con giữ được việc của con hay không, đó là trách nhiệm của con. Nếu con không có xe đi thì con còn tranh thủ đi cho đúng giờ. Chắc rằng con có chiếc xe rồi, con không ỷ lại vào chiếc xe rồi con đi đúng giờ không? Hay là con còn trễ hơn nữa? Biết đâu chừng mà con ỷ với chiếc xe rồi con trễ, rồi tới hồi con gấp quá con đi nhanh, con có thể gây tai nạn cho mình và cho. Cho nên con buồn thầy, thầy chịu, nhưng mà xin lỗi thầy không có đem tiền của chùa, của Phật tử cúng cho thầy, thầy cho con chiếc xe ra. Cái đó mình giúp cho nó có công ăn việc làm, học hành rồi. Bây giờ có cái chớp là mình phải tranh thủ mình đi làm, đó là chuyện của mình chứ tại sao ỷ mình chiếc xe. Và nghĩ rằng là thầy giúp cho mình học hành, bây giờ xin thêm chiếc xe để đi cho những nhà, không có chuyện đó. Ở đây nó là ví dụ vậy đó. Phật dạy nha, cho ít phước ít, cho nhiều phước nhiều. Có khi cho nhiều mà phước ít, có khi cho ít nhưng mà phước nhiều. Như trường hợp có một đứa nhỏ đó, nó đi ngang một cái quán sữa, nó ăn cắp một cái ly sữa nó uống, thì cái ông chủ quán sữa tán con mặt tay, ly sữa văng xuống đất. Nó đói quá, nó đứng dậy, nó bày tỏ cái đói. Thì cái ông khác như ta, ông trả tiền cho đứa nhỏ uống sữa. 10 năm sau, cái ông già cho sữa đó, ông bệnh đó, nằm bệnh viện á, ông đang lo rồi cái bill mà sắp sửa chữa bệnh đây, thì có một bác sĩ xuất hiện. Thưa ông, cái bill mấy trăm ngàn tiền chữa bệnh của ông đã được trả bằng một ly sữa cách đây 10 năm trước. Cái trường hợp cái gọi là gì? Cho ít phước nhiều.
Có một cái em đó, nó đi học dược, mà nó chỉ cần có một lần thi nữa thôi mà nó đủ tiền, chỉ cần có 300 đồng rồi. Không phải cho nó 300 đồng, nó giờ nó làm dược sĩ. Vậy thì mình thấy là mình cho ít mà hướng. Giờ còn giờ không? Mong đấy hả? Con có bà chị không thích niệm Phật mà chỉ thích nói phone. Giống mi á. Ngày nào mà ấy cũng gọi phone cho hết người này đến người kia để tán. Con khuyên chị ấy để thời gian niệm Phật tốt hơn thì chị ấy nói là tao chưa tu được. Mong thầy cho lời khuyên trong trường hợp này. Thôi bây giờ Pháp Hòa cũng nói với cô hỏi này nè, tao chưa đạt được. Tao còn nói không đi lắm. Tại sao người Việt mình chưa tán? Tại vì mình bắt chước người Tàu. Người Quảng á, người nào mà nói nhiều là kêu bạc phò. Bạc là tám á, bạc phò đó, rồi mình mới dịch lại chữ bạc phò là bà tám. Chữ tiếng Việt là chữ bà tám nó có nghĩa gì đó. Nói vậy mà ai thứ tám ta buồn. Thưa đại chúng vậy nè, mỗi người mỗi nghiệp. Bây giờ á, nếu như mình khuyên chị niệm Phật không được á, mình vẫn nương cái chuyện nói phone của chị mà mình nói cách khác. Chị ơi, bây giờ á, em thấy chị nói phone với bạn, thôi thì chị á, chị nói sao mà chị nhắc nhở mọi người, người ta hướng tâm thiền được, cũng là cách nói phone. Thành ra nói phone cũng chưa chắc là không tốt, nhưng mà quan trọng là biết cách nói phone. Trước khi chị bắt phone, chị đọc kinh nha. Kinh nói phone. Quý vị biết kinh nói phone không? Tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nếu mình từ bi nữa đó, viết cái bài kệ đó ra, dán ngay cái phone. Và tất cả chúng ta cũng có thể làm điều đó. Ghi cái bài kệ với phone đó, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là cấm thiên. Thậm chí mình sang một băng giảng cho người ta, mình cũng để nghe cái chỗ mình thâu băng giảng hai câu. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì người ta thích nói phone, mà mình biểu người ta nói pháp khác ta đâu có chịu. Bây giờ mình dẫn dụng cái pháp nói phone của người ta. Cái này gọi là gì? À, nhân sự tùng sự. Nhân việc đó tôi tùy theo cái đó tôi nói. Hồi nãy có một Phật tử quy y có pháp danh là Thuận Từ. Thuận Từ là gì? Là mình có lòng từ bi thì tùy thuận chúng sanh mà độ. Mình tùy thuận. Có cái câu chuyện này có thiệt à. Có hai bà đó đến thăm một vị hòa thượng ở quận Huế. Mình nói với bạch hòa thượng, hai vợ chồng con bây giờ ăn chay rồi, thầy sắp sửa chúng con làm cái thất nhỏ nhỏ, hai ông bà tịnh tu, xin hòa thượng cho con cái tên để con đặt cho cái thất nhà con. Cái hòa thượng đặt là thất học trai. Học trai nghĩa là mình học trai giới. Cái bữa đó thỉnh hòa thượng tới để làm cái lễ an vị Phật xá tịnh cái thất vậy đó. Cái quý thầy mới bạch cô, sao mà ôn đặt cho cái thất này tên là thất học trai? Ôn cười nó, ta bị chi mô, vừa nợ hàng tợi, thằng xin cái tên tao thầy hai tên đi một tộc, ta đặt học trai là hai chồng. Hai chồng đó, hai cái đầu chồng là học trai. Giống như ngày
Phật không đó ấn tượng chứ, đông bo ngàn trên trôi, đôi ba ông ngồi trên trang. Cũng giống như là cái ông đó ông đi tụng kinh mà đệ tử sách lộn nguyện lịch vậy, vô đó ông biết gì đó ấn tượng, đọc cái tụng đại đó, Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Và ông tụng xong em thấy trên cái bàn có mấy cái bánh ít đó, cái ông đưa cho cái đứa đệ tử nó cầm, cái nó cầm xong cái nó đi rồi, nó đi cái ông đó ông tụng xong tới tháng 12 rồi, tới tháng Chạp Phật rồi, ông xây qua ông gặp bà thí chủ, hỏi bố đệ tử tôi đi đâu rồi, ông nói dạ bạch hòa thượng nó đi vào tháng 8. Thì hồi đó mình tụng kinh đó, mỗi lần mình tụng kinh chú linh á, mình hay tụng chữ Hán, đâu có hiểu đâu. Trái chú tụ vi bình thân gia quy, nó cứ ngồi chơi ra rồi dòng thầy tức quá, trai chủ tới đây chắp ta lại, rồi chắp ta lại xong rồi đứng yên một chỗ. Có cửa nọ cái ổng tụng bằng tiếng Hán không tới gấp cơ mà, trai chủ thành tâm khải vạn hiến cung, nó làm việc nó đâu biết khải vạn. Con bà kia nữa đấy, lấy cơm gấp cho má con. Nó đứng dậy nó tung nguyên tờ hũ quất vô cái xác chết. Cái gì đâu có má đỏ sớm cơm đúng, nó tưởng con cầm miếng thức ăn lỡ đút ngay không bà. Bữa đó cái cô đó, cô làm đồ cúng, cô cứ quấn với cái con tôm á, cô quấn xong thì cô cắt nhỏ nhỏ, cái gì cô gấp cái đuôi con tôm để lên cái chén, cái chén luôn vuông nó đầy quá thì để lên cái lên cái nó rớt, cái bà phụ tử cái thằng bất thiếu gấp cho má nó cái đuôi tôm, má nó ăn bị sặc. Nhân sự cùng sự. Cúng sao, đọc tên cúng sao, rồi ông làm rớt cái gì, ông cầm cái bào cái bào, thầy ơi sao không có sao, thầy đáng cúng sao. Để nhân sự tùng sự. Con có cha mẹ mất lâu năm và hài cốt hiện đang ở chùa bên Việt Nam. Bây giờ cũng muốn về bên đó nhờ thầy làm lễ trong chùa, xong rồi tự con đem cho cốt ra viễn giải có được không? Dạ được. Nhưng mà quan trọng là hỏi hai anh bà có chịu không? Hỏi em nói được thì rủi hai anh bà kiếm em không chịu à? Thật ra đó quý vị biết không, rải điểm cũng là một cách, cái đó gọi là thủy táng. Khi mình chết á, cái xác thân của mình nó thành tro bụi rồi thì có mấy cách để mình giải quyết. Thật sự nói cho cùng là cái thân này nè, khi mình chết rồi là kêu là cái xác hôi. Bây giờ làm sao để vậy được, nó hôi lắm, phải giải quyết. Thì bây giờ người xưa giải quyết bằng cách nào? Một là chôn, là thổ táng, hai là thiêu gọi là hỏa táng, bỏ xuống sông gọi là thủy táng. Ở Tây Tạng không có đất chôn, chặt từng khúc cho chi chim ăn gọi là điểu táng. Rồi có những nơi người ta quấn giải ra vô đại trong rừng gọi là thi lâm táng. Thi lâm táng nghĩa là để trong rừng, quấn giải để trong rừng. Thì hồi xưa các thầy mà tu khổ hạnh á, các vị tu khổ hạnh kêu là A Lan Nhã đó, thì người nào mà tu khổ hạnh là có 13 cái cách của mà tu khổ hạnh. Thì trong đó có một cái khổ hạnh gọi là mặc y áo quấn xác chết. Tức là vô trong rừng đó, thấy cái xác chết mà ta quấn vải lâu ngày nó mục đó, vải nó còn lượm tấm vải đó lên,
rồi thấy căng tấm vải đó ra mà thấy tấm vải đó còn lành lặn khúc nào thì về cắt gọt ra cái chỗ nó giặt sạch rồi mai thành cái y đập. Và cái y đó gọi là y bá nạp. Bá là chăng, nạp là kết nạp là. Có cái cô đó cũng nói bữa nay con đi chùa con gặp con là hòa thượng lớn không à. Hỏi tại sao cô biết hòa thượng nó lớn? Tại hòa thượng nào cũng mặc y bá lát đó. Cô cũng sổ tiếng Hán y bá nạp mà cô quên là y bá lát. Cho con xin hỏi về đồ ăn sau khi cúng cô hồn. Một, quý ni sư có ăn đồ ăn này không? Cái đó phải hỏi quý ni sư. Người có ăn nên ăn đồ ăn này không? Có ăn là gì? Và Phật tử ăn đồ ăn này có lợi hại gì? Dạ, lợi nhiều hơn hại. Tất cả đồ cúng không luận là cúng linh, cúng cô hồn, mình ăn được hết, không có cử gì hết. Đừng có nghe người ta nói thọ giới này không được ăn, thọ giới kia không được ăn. Rồi bây giờ ta cúng mà ta nói gì hết mình ăn đó, cũng khen ngon như thường vậy. Tự nhiên ta nói đồ cúng không ăn. Hỏi tại sao không ăn? Nó ăn sợ hết thông minh. Bình thường không ăn, thế có nhớ câu nào không? Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, điển Phật rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cái quan trọng là mình cố gắng mình học, chứ không phải ăn cái đó rồi không nhớ. Hồi nhỏ mình đi học mình làm biến học, lấy lá thuộc bài ép đầy tập, cũng có thuộc khỉ gì đó. Những cái đó là tà kiến, đừng có nghe mấy cái đó. Phật tử là không được nói cái đó. Có ăn là mừng rồi, ở đó đồ cúng chứ cúng. Vậy mà mỗi lần đem đồ ăn lên, dạ con xin cúng thầy. Có cái cô kia cũng nói, dạ con xin cúng giường thầy. Dạ thôi thầy có giường. Có một Phật tử đứng lên nói, dạ bạch hòa thượng, hôm nay con xin hát một bài cúng giường cho hòa thượng. Hòa thượng, hát nghe chơi chứ ăn được gì đâu cúng. Bây giờ đại chúng nhớ là mình không có cái quan niệm đó. Cái gì mình cúng mình có được quyền dùng. Ví dụ như giờ mình kính quý hòa thượng thì thường mình nấu xong thì mình hay múc lại một phần để cúng dường các bậc tôn đức. Còn mình là tất cả chúng trong chùa cứ dùng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nha, mỗi một lần trong chùa mà nấu ra là múc quá trời mâm cúng. Rồi bây giờ cái nói mâm đó không ăn rồi bây giờ ai ăn? Tỳ kheo ni không ăn. Sa di ni, trước so không ăn, năm chúng đó không ăn, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tôi Bồ Tát giới. Không ăn, có tu sợ, khùng điên, ngu vẫn ăn. Rốt cuộc rồi á, thì đem cái đó đem đổ thùng rác. Vậy thì mình đúng hay mình sai? Đừng có quan niệm cái đó là một tà kiến không nên có. Có ăn là mừng rồi. Có nhiều người nói ăn cái đó rồi gì si khờ. Pháp Hòa ăn từ nhỏ tới lớn rồi. Muốn khờ cỡ Pháp Hòa sau khi nhận 10 điều thập thiện, con có được pháp tự, cho con hỏi ý nghĩa pháp tự là gì? Thưa đại chúng, thật sự ra mỗi người chúng ta có một cái pháp danh là chính.
và nói pháp danh. Pháp danh là gì? Pháp danh nghĩa là cái tên trong đạo, mà thường á, là các vị thường cho cái pháp danh theo cái dòng kệ của mỗi cái dòng thiền. Nhưng mà mình cho các vị cư sĩ theo đó một lát rồi thì hết chuyện để cho. Cho nên sau này á, các thầy hay thường cho mình một cái pháp danh là mình có thể chọn một chữ nào cũng được để đặt pháp danh cho Phật tử. Và cái pháp danh đó là mình nương theo đó mình tu. Ví dụ như á, cái dòng kệ là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng dụng, đức phổ từ phong. Ví dụ vậy đi. Thì bây giờ cái vị nào pháp danh là chữ tâm, thì khi mình có đệ tử đó, thì mình cho đệ tử xuống một chữ sau chữ tâm là tâm nguyên. Cho nên những đệ tử của vị chữ tâm là có chữ nguyên. Rồi nguyên này có đệ tử cho xuống chữ gì? Quảng, tâm nguyên quảng. Rồi vị mà chữ quảng nó cho xuống đệ tử là chữ nhuận. Nhuận cho xuống nữa là chữ gì? Chữ đức. Tâm nguyên quảng nhuận đức. Rồi chữ đức nó cho có đệ tử cho chữ phổ. Cứ một thế hệ đệ tử là một chữ trong bài kệ đó. Thì khi mình nghe cái tên pháp danh đó là mình biết. Ví dụ như ở đây có vị nào pháp danh là chữ thánh gì? Thánh thần, thánh A-la, thánh gì đó ha. Ủa sao tên thánh? Tại vì dòng kệ, bài kệ đó là thiệt minh thiệt pháp toàn chương, ấn chơn như thị đồng. Thì thầy của chữ thánh đó là chữ đồng. Cho nên cái là chúc thánh thọ thiên cửu. Vậy thầy có pháp danh là chúc gì đó mới cho đệ tử xuống chữ thánh. Chúc thánh. Rồi chữ thánh có đệ tử nó cho xuống chữ thọ. Đó, pháp danh là theo dòng kệ vậy đó. Bây giờ người ta cũng còn một ít, nhưng mà bây giờ người ta ít có cho gì nữa. Ta kiếm chữ ta cho. Ví dụ hồi năm 2010 tới 2000 tới 2010, Pháp Hòa Quy Y cho Phật tử và chọn hai chữ thanh tịnh. Thanh tịnh là cái điều mà tất cả mình mong muốn. Cho nên Pháp Hòa xuống nam Phật tử chữ thanh, nữ Phật tử chữ tịnh. Sau 10 năm hết chữ đặt. Bây giờ nam là chữ tuệ, nữ là chữ từ. Nhưng mà Pháp Hòa đi đến chùa nào thì Pháp Hòa lấy tên của chùa đó đặt pháp danh cho đệ tử. Ví dụ Phật tử ở nguyên cái vùng Texas này là Nam Quang Nữ Huyền. Phật tử ở bên Michigan á là Nam Thanh, Nữ Thanh Nam Đức. Phật tử ở vùng Regina là chữ Hải. Phật tử vùng Saskatoon là Nữ Nam Chánh Nữ Tâm, chùa Chánh Tâm, ví dụ vậy đó. Thì ở đây pháp danh là một cái tên để cho chúng ta có, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như Phật tử nào pháp danh là Quang Thông, ý muốn nói là trí tuệ sáng suốt thông minh vậy đó. Đó là pháp danh nha. Rồi pháp tự là cái tên thêm để mà nhắc nhở, để mà kỷ niệm, không quan trọng, có cũng được, có cũng sai. Rồi đôi khi còn có thêm cái pháp hiệu nữa, giống như các thầy vậy, mỗi vị cũng ba tên nữa. Vì chữ Pháp Hòa này, Pháp Hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp danh của Pháp Hòa là Lệ Đá. Tại vì theo cái bài kệ nha, đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng dịch lễ trung thiên. Thì sư ông Pháp Hòa là chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, rồi xuống Pháp Hòa là chữ lệ. Cho nên các chú đệ tử của Hòa là chữ trung. Rồi nếu mà mai mốt các chú đó có đệ tử đặt chữ thiên. Đó là theo cái bài kệ. Mình đọc cái, mình nghe cái tên người đó, mình có thể biết đoán được người đó phụng bài kệ nào, dòng thiền nào. Thôi một câu hỏi nữa là mình nghĩ ha, để chiều mình nói tiếp.
để câu nào ngắn ngắn đi. Con xin hỏi Nam Tông có cúng thí thực không? Câu hỏi này Phật tử nào phải biết Phật pháp thì có hiểu hỏi gì. Thưa đại chúng, trong Phật giáo hiện nay đó có hai cái tông phái chính, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Đơn giản là Nam Tông á, là đạo Phật được truyền về phía Nam. Bắc Tông là đạo Phật truyền về phía Bắc của Ấn Độ. Các nước Nam Tông như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, vân vân. Các nước Bắc Tông là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản. Thì ở trong các cái chùa Bắc Tông á, thì mỗi buổi chiều có một cái nghi thức cúng thí thực cô hồn. Bởi vì quan niệm của Phật giáo Bắc Tông á, là mình phải rải lòng từ bi của mình đến những loài gọi là trong cõi thánh. Hiện tại mình đang thuyết pháp giảng kinh cho người sống nghe, đó là độ người dương. Nhưng mình cũng phải nghĩ tới họ, họ cũng đói khổ, cần sự khai thị của mình để cho họ siêu thoát, đừng có làm cái kiếp cô hồn. Cô hồn là những hồn, những cái âm hồn mà bất vượng. Vậy thì bên Nam Tông có cúng thí thực không? Nam Tông không có bày cái lễ cúng mỗi chiều như Bắc Tông. Nhưng mà hàng ngày chúng ta Nam Tông tụng kinh đó, vẫn cầu nguyện cho âm dương. Vậy thì có cúng, nhưng mà cúng bằng cách là hồi hướng công đức tu tập, trì kinh cho các loài được hưởng. Còn Bắc Tông thì thể hiện rõ hơn bằng cách là thể hiện bằng một bữa cơm, miếng cháo để cúng cho các loài đó. Chứ còn nếu nói cho cùng là tâm từ bi bình đẳng hết, nhưng mà hai cách. Thưa đại chúng, cúng nó cũng có nhiều cách đó. Cúng bằng cái vật chất, nhưng mà cũng cúng bằng cái tâm. Thí dụ ha, có vừa thấy với quý vị tới đó, dạ con xin chúc quý thầy được nhiều sức khỏe. Đó là mình cúng gì? Cúng cái tâm nguyện của mình cho thầy được khỏe. Còn ví dụ như mình nói là con xin cúng bao gạo và bao đường gì đó thì cho quý thầy hàng ngày quý thầy dùng cho khỏe. Đó cũng là cúng đó, nhưng mà thể hiện bằng vật chất cho quý thầy nuôi cái thân. Còn có nhiều Phật tử nói con thấy thầy sống thầy làm lợi lạc nhiều người quá, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi thọ. Ví dụ mày có nhiều Phật tử tới nói qua vậy, nó con thấy con sống con làm được gì mà thầy sống thầy làm được nhiều điều, thôi con xin cúng thầy 10 tuổi. Em chưa lấy, em để đó. Rồi bây giờ nó tóm lại á, hàng ngày quý vị ở nhà không có cúng cô hồn đúng không? Nhưng mà quý vị có đúng không? Có, bằng cách nè, câu cuối cùng mỗi ngày mình tụng kinh đó, phổ nguyện âm siêu dương thế. Chẳng những vậy mà quý vị đọc một lô các miền Bắc xong, quý vị kết bằng câu cùng tất cả chư hương linh hữu danh vô vị, tức là có danh mà không có tướng, hữu vị vô danh, có những người có tướng mà không có tên, đẳng đẳng chư âm linh, nhớ không? Vậy thì cũng cúng cho họ rồi, nhưng mà cúng công đức tu tập của mình. Quý vị rõ không? Cho nên Nam Tông, Bắc Tông gì cũng có hết. Nói tóm là tâm từ của người Phật tử trang rãi cho người âm, người dương để họ cùng được lợi lạc hết. Thôi mình dừng đây. Kính thưa đại chúng, hôm nay nhân cái ngày cuối của khóa tu, phần pháp hòa sinh hoạt với đại chúng buổi sáng nay. Và chiều nay Pháp Hòa cũng sẽ trở lại với quý vị bằng một thời vấn đáp tiếp lúc 2 giờ. Thì sau giờ cơm thì đại chúng có thể ở lại để chúng ta sinh hoạt buổi cuối của cái kỳ tu này.